Hello các bạn. Hello các bạn. Sao yếu vậy? Hôm nay mày ở lớp hai thôi, các em đầu lớp nha. Hello các bạn. Hello các bạn. Hôm nay mấy em nhỏ trong nhóm của mình lại muốn thực hiện một thử thách nữa, đó là thử thách ăn mì cây gói tổng hợp. Mình xin giải thích thêm cho đây một chút, tức là những gói mì này được sản xuất từ nhiều công ty của nhiều quốc gia khác nhau như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nên mình tạm gọi là mì cây tổng hợp nha các bạn. Nội dung thử thách như sau: các thành viên trong nhóm sẽ thực hiện bốc xâm. Bạn nào bốc xâm trúng loại mì nào sẽ ăn loại mì đó, và người đầu tiên uống hộp sữa này sẽ là người thua cuộc, và người cuối cùng còn lại sẽ là người chiến thắng và nhận giải thưởng lên đến 200k. Bây giờ mình xin giới thiệu các thành viên trong nhóm của mình. Mình tên là Móc. Đây là Móc đẹp trai nha. Đây. Mình tên là Bin. Bin đẹp trai nhất xóm. Mình là Kin. Mình là Cút. Mình là Boy. Boy đẹp trai. Trong đây có nhiều gói mì tôm nha các bạn. Đây là mì dưa un cây, mì hải sản cây, đây là mì siêu cây, còn đây là mì dinh cây Hàn Quốc. Đây mình bổ sung thêm trứng cút luộc, nấm kim châm, xúc xích dinh dưỡng bò. Mì dưa cây Hàn Quốc. Đó, mì dưa cây Hàn Quốc. Đâu, đây, đây. Đâu, con từ khui từ chế đây, đâu. Đó, anh chàng đẹp trai. Gì đây? Mì hải sản cây Vifon. Mì hải sản cây Vifon, đâu rồi. Đâu, đúng rồi. Đâu. Tới cung kinh. Vô lên cho mọi người xem con lấy gì nhờ con. Gì đây? Mì bò cây Vifon. Đâu, bò cây Vifon đâu rồi? Rồi. Rồi tới cung cuốn. Gì đây? Con gì ra đây? Mì dinh cây Hàn Quốc. Đây, dinh cây Hàn Quốc đây. Đâu, tụi con vui vô tự chế đi. Ở cô kia cô bò, tụi con khui đi con, tụi con khui đi. Mì hải sản cây Vifon, hải sản cây Vifon đâu rồi? Đây mì hải sản cây đây. Ở đây cô mèo thành viên đây ra, thành viên này của mình nhóm mình mới ra sân nha các bạn. Mì siêu cây hương vị bò, mì siêu cây hương vị bò đây, đây con. Mình xin cây hương vị bò. Rồi các bạn trong nhóm của mình sẽ tự khui đi. Cha bạn nào trúng bắp của này ăn trúng đúng loại lá của mình nha. Cha. Cuộc thử thách này có vẻ hơi căng đó. Mất khu ra nghi mở nghe luôn rồi luôn nghe lũ con. Chà, sao thấy toàn cả ớt không các bạn ơi? Sao mà tô đã đỏ hết rồi đây? Rồi mỗi bạn thì gắp một ít nấm kim châm bỏ vào tô của mình đi. Rồi mỗi người như vậy là được 3 trong khúc. Mỗi người như vậy là 3 trong khúc. Lũ con lấy xỉm tự gắp bỏ vào tô của mình đi. 3 trong khúc. Bỏ vào nấm kim châm. Để mình dọn thuốc trên bàn có đâu. Rồi xúc xích. Rồi tự cách xúc xích bỏ vào. Phụ dùng chút ra, dọn dùm lại chút. Chưa ăn mà đã cay quá.
Chà, hứa hẹn đây nhiều thử thách nha. Chứ gì mùa ớt nồng, nồng không các con? À, lũ con cho xúc xích vào đi. À, khui xúc xích chứ vào. 500 bỏ đi hết. Và nên nhớ này. À, tụi con nên nhớ là dòng 1 là 500 xúc xích. À, trứng cút đầy đủ. Nhưng mà bước vào dòng 2 thì chỉ còn là em gì tôm không nha. Bước vô dòng 2 thì nó sẽ khốc liệt hơn. Ừ. Rồi tụi con chia nhau bỏ quả đều hết đi. Đưa cho bạn kéo đây con. À, vui bỏ vô. Dạ, đây con móc đã hoàn thành tô mì rồi. Đây bạn này đã xong tô mì đầu tiên rồi đó. Các bạn ghi cố lên nha. Quên chuyện ghê. Kèo quá. Chạy nước mấy nha. Em giống á. Như tôi đã đổ hết nữa. À, múc nước cho lấy múc nước cho nó. Cho bạn mọi người đứa uống một ly nước. Mẹ ơi. Cá tôm mình nhức đầu. Đúng đây. Tôi nước cho nó. Thôi, một bạn đã xin dừng cuộc chơi này nha các bạn. Đây bạn Phú. Một bạn đã xong vòng 1. Hai bạn, Biên hai bạn, ba bạn, một bạn, bạn thứ tư gần xong luôn. Sao con, cảm giác sao con? Có ai nói nữa không? À, dòng hai đây có năm bạn, mà một bạn đã dừng cuộc chơi rồi. Còn bốn người thôi. Bốn người này không biết là ai sẽ vào dòng thứ ba đây. Nồng không con? Nồng quá luôn rồi. Mì cây mà phải cây nồng chứ. Trời, nồng cây mà nó nồng 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 phí anh hết đã từ đầu mình nhắm để chơi phải anh không thể khui mà bỏ được. Nó đầu hàng sao cuốn cuốn như anh được nữa không con? Nếu anh được nữa thôi thì dừng cuộc chơi nha. Đây vui vẻ chơi không có ép nha con. Giờ xin uống sữa chưa? Chà, bình ở vỉa ngon nha. Chiến đấu bền bỉ rồi. Một gà dừa mình không nằm đây. Sao có vô nhắm vô trong bà nó không con? Nhắm chứ. Nhắm chứ. Vâng á. Sao con sao? Trong bà là ăn một gói nữa. Trong bà gói nữa. Nhưng bà là người cuối cùng chúng ta là sẽ là người chiến thắng mà. Sao giờ có ai uống sữa nữa chưa? Mình vừa thôi nha, đây là vui vui chơi là tính nha, chú không ép nha. Tiếp tục đi con, sao con? Cảm cảm giác cây bỏ mạch luôn hả con?
Rồi giờ con uống sữa chưa? Uống sữa được chưa? Rồi một bạn con cún con mèo đã xin uống sữa rồi. Bạn dùng đi. À, còn ba bạn còn lại. Dạ, giờ còn ba bạn còn lại nha. 1, 2, 3 cố lên, cố lên, cố lên. Quýnh cái đổ mồ hôi con. Cảm giác con, cảm giác sao con? Kỳ quá. Dạ, anh chàng đẹp trai sao vô uống sữa được chưa? Hả? Chú, anh chàng này ngon nha, giỡn mà cũng chưa uống sữa mọi người các bạn. Bây giờ ai uống sữa nữa nè? À, con mèo uống sữa ngon nha. Một anh dừng bạn đã dừng cuộc chơi ra ngồi uống sữa rồi các bạn. Còn còn ba anh chàng này nữa thôi. Nhắm uống sữa được chưa? À, cũng cũng xin uống sữa rồi các bạn. À, một anh chàng dừng cuộc chơi, còn hai anh chàng đẹp trai còn lại nữa thôi. Chà, cặp cặp đôi song sinh này có vẻ là ngon nha. À, mình nói thêm chút các bạn. Đây là hai bạn Binh bạn Bo này đã là hai anh em sinh đôi nha các bạn. À, chỉ còn chỉ này cặp anh em sinh đôi này nữa thôi. Chà, Binh mà ngon ta. Chà, con mì của Binh có cái đỏ quá con. Cây nằm luôn, đỏ luôn các bạn. Nghi mùi ớt là nồng nạch luôn. Bỏ bỏ quay đi bỏ, tập trung bỏ đây. Mười lăm phút trôi qua rồi các bạn. Dòng hai chỉ còn hai bạn Binh Bo nữa thôi. Sao Bo có vô dòng ba nó không con? Cha Bo ngon nha. Cha Binh hay vậy? Binh giờ thở 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 ra giữa con. Sao uống sữa được chưa? Uống sữa. Thôi uống sữa đi. Nha, nhắm vừa thôi. Vô uống sữa. Cha miệng Binh giờ quay cái miệng ra cho các bạn xem. Chà ngon nha, hai anh chàng này chiến đấu bền bỉ nha. Anh chàng đẹp trai miệng anh cho đỏ hết rồi. Anh chàng đẹp trai nhất sống đây là miệng đỏ hết rồi các bạn. Đâu. Yeah. Sao xong chưa? Sao nhắm vô dòng ba nói không đây? Uống sữa cho con, hít khe này. Thôi, nấu cây quá thì uống sữa đi con. À, anh chàng đẹp trai xin dừng tay. À, anh chàng đẹp trai đây xin dừng bước nữa nha các bạn. À, một anh chàng uống sữa. Còn anh chàng này sao? Còn ăn không? Rồi. À, anh chàng này uống sữa trước. Trong khi này anh chàng này là người số không? Tiền mối luôn.
Rồi đứng dậy luôn, anh cô anh hết anh được nữa không? Anh được không? Anh chàng này uống trước. Anh chàng này uống sơ sơ cuối cùng nhất. Vỗ tay, vỗ tay. Người thắng trong cuộc thử thách này các bạn, đó là cô Bo, là người sẽ về giải nhất trong cuộc chơi này, sẽ nhận giải thưởng lên đến 200k. Và các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ của nhóm của mình nha các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye. Chào các bạn.